sáng nay Ngân có một cái lớp thuyền với chị Thảo và với tất cả mọi người, có cả chú Hảo nữa, có chị Lan và chị Anh Lan Anh, rồi bà Ngọc nữa, rất là vui ha. Có thêm rất là nhiều kiến thức và chị Thảo đã trả lời tất cả các câu hỏi vào ngày hôm qua, và tiếp theo nữa là chị Thảo cho mọi người một cái khái niệm về thiền và có những cái khoảng không gian giữa chị Thảo và mọi người kết nối với nhau để hiểu nhau hơn. Thì qua cái buổi mà sáng nay thì Ngân có thực tập và có cảm nhận như thế này, đó là khi mà Ngân ngồi thiền á thì cái cảm giác chân của Ngân nó tê hết các bạn, mặc dù là chị Thảo đã giải thích rất là nhiều cho cái việc mà mình ngồi lâu bị tê chân. Tuy nhiên khi mà cái chân của Ngân nó tê đó các bạn, và Ngân đã ngồi lại bình thường á, thì Ngân mới thấy là dường như cái chân mình nó không có cảm giác luôn, có nghĩa là không có cảm giác luôn, máu nó không có lưu thông lên được luôn đó. Khi đó thì Ngân xả ra thì cái máu nó bắt đầu lưu thông, và lúc này Ngân cảm nhận được cái máu của mình nó chảy xuống chân thì rất là tuyệt vời các bạn, cái khoảnh khắc đó cũng rất là tuyệt vời. Và Ngân cảm nhận được là ngày hôm nay á, nó suôn sẻ hơn rất là nhiều thứ, và Ngân chú ý đến cái giác quan đầu tiên, đó là mắt. Và mắt của mình khi mà mình nhìn vật nó trở nên rõ hơn, và trong lòng của mình nó không còn nôn nóng làm bất cứ điều gì mà trong tâm mình muốn nữa. Bởi vì chị Thảo có dạy rằng á, mình mong muốn quá nhiều thì tâm của mình nó sẽ là phát sinh ra tâm tham. Cho nên là mình đừng mong muốn quá nhiều, mình hãy cho mọi thứ đến một cách tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Thì đó là một trong cái giá trị mà Ngân nhận được trong cái buổi thiền sáng nay. Và sáng nay còn có học về lòng biết ơn nữa, và chị Thảo nói là mình sẽ thực tập lòng biết ơn trong cái cuộc sống của mình. Thì đầu tiên Ngân thực tập lòng biết ơn là Ngân cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi thiền sáng nay. Ngân cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cũng giống như thời gian quý báu của mình để mà join vào cái lớp thiền này. Thực sự là một cái lớp mà đầu tiên mà Ngân cùng với chị Thảo mở ra để mà vì cộng đồng, cho mọi người có một cái khái niệm về thiền. Thực chất là các bạn có thể đăng ký một cái khóa thiền ở nơi nào mà các bạn tin tưởng. Tuy nhiên ở nơi đây không những học về thiền mà chúng ta còn có sự gắn kết giữa tất cả mọi người trong cái cộng đồng. Cuộc sống là một món quà, bởi vì khi mà chúng ta trải qua 30 ngày làm video clip, khi mà chúng ta kết nối với nhau trong group và cộng đồng thì chúng ta đã hiểu nhau rất là nhiều. Khi các bạn xem những cái đoạn video clip thì có phải là các bạn đã hiểu người đó không? Khi mà các bạn đọc những cái bài viết của người đó thì có phải mình đã hiểu hơn về người đó không? Vậy thì cái người bạn mà thật và ảo, ảo và thật thì thật sự là những người bạn thật sự trong cuộc sống của chúng ta. Và Ngân trân trọng những cái tình bạn trên Internet, trên Facebook như thế này, không phải đơn giản mà chúng ta có thể kết nối được với nhau, không phải đơn giản mà chúng ta có được những cái mối quan hệ tốt đẹp như thế này. Nếu như một may nào đó mà các bạn có thể đi đến một cái nơi mà trong tất cả chúng ta đang sống, ví dụ như chị Hoàng Lan Anh thì đang ở Đà Nẵng, nếu như có dịp Ngân ghé qua Đà Nẵng chắc chắn Ngân sẽ gọi cho chị Lan Anh. Và nếu như có dịp Ngân ghé qua Vịnh Hạ Long chắc chắn Ngân sẽ gọi cho chị Thảo. Và chúng ta hãy giữ kết nối với nhau, bởi vì có được một mối quan hệ trong cuộc sống là một điều rất đáng được trân trọng, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có thể gặp được nhau tại đây. Bởi vì các bạn biết không, mối quan hệ sẽ tạo nên hạnh phúc của một cuộc sống đầy đủ cho các bạn, đó là sự quý giá nhất. Và có một cái khảo sát đã nghiên cứu 75 năm và qua rất là nhiều thế hệ, và người ta cũng nói rằng mấu chốt vấn đề trong cuộc sống hạnh phúc của các bạn đó là mối quan hệ. Nếu như chúng ta thiết lập được một mối quan hệ tốt, chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Các bạn có thấy khi mà những người bắt đầu họ trở nên trầm cảm,
bởi vì họ không kết nối được không? Khi mà người họ cảm thấy buồn là bởi vì họ không có ai để chia sẻ không? Khi mà một người mà cảm thấy chán nản cuộc sống là bởi vì họ không có bạn bè, họ không có người thân và họ không có ai bên cạnh mình không? Vậy thì để hạnh phúc thì chúng ta ngoài những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có, chúng ta cần phải có đó là mối quan hệ xã hội. Nếu nói rõ hơn đó là trách nhiệm của xã hội, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc thực sự khi bạn biết được mình có một cái trách nhiệm với xã hội, với cái cuộc sống của chúng ta. Có một ví dụ cho các bạn thấy đó là cái đồng hồ này của Ngân, nếu như mà Ngân để nó, Ngân không sử dụng và Ngân không đeo nó và Ngân cũng không mở nó lên xem thì các bạn nghĩ là nó có hết pin không? Nó sẽ hết pin. Vậy thì nếu như bạn có xài hay không xài thì nó cũng sẽ hết pin. Con người ta cũng vậy, nếu như mất kết nối thì chúng ta cũng sẽ không có nhiều năng lượng. Nếu như chúng ta có sự kết nối với nhau, chúng ta có rất là nhiều năng lượng. Đó là năng lượng kết nối giữa con người với con người. Vậy thì cái lớp mà Ngân mở vào buổi sáng đó là sự bắt đầu cho những cái mối quan hệ của chúng ta. Và Ngân hy vọng rằng cái điều đó sẽ là khởi đầu của một sự tốt đẹp Ngân dành cho các bạn. Và Ngân hy vọng rằng sẽ gặp các bạn ở lớp Zoom vào mỗi buổi sáng. Vậy thì làm sao để có thể tự mình sạc pin cho chính mình? Đó là điều mà các bạn cần phải lưu ý. Khi mà các bạn thức sớm, các bạn có thể đón ánh nắng mặt trời. Có phải khi đó các bạn đã có thêm năng lượng từ ánh sáng mặt trời không? Khi các bạn thức sớm, các bạn có một cái lớp học chung, nơi mà chúng ta cùng nhau giao lưu và kết nối với tất cả mọi người trên toàn đất nước Việt Nam, thậm chí ở nước ngoài nữa, thì có phải là chúng ta sẽ có rất là nhiều năng lượng không? Năng lượng tốt xấu chưa xét ở đây, nhưng mà ít ra chúng ta có được năng lượng. Và hãy trân trọng cái điều đó. Ở đây chị Thảo đã dạy chúng ta về lòng biết ơn. Bạn Ngọc có nói về lòng biết ơn và chúng ta sẽ sử dụng hòn đá biết ơn như thế nào. Đó là tùy vào các bạn. Các bạn có một cái điểm tựa để mà các bạn nhớ đến. Đối với Ngân, Ngân sẽ chọn cái hòn đá về lòng biết ơn, đó là trái tim của mình. Khi mà mình cảm thấy muốn làm một điều đó hay là cảm thấy thực tập lòng biết ơn thì các bạn có thể đặt tay lên tim của mình và nói với trái tim của mình rằng mình thực sự biết ơn cuộc sống này, biết ơn khi mà mình được thức dậy, mỉm cười khi mà mình thức dậy. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều người họ đã không thức dậy được buổi sáng nay, họ mãi mãi không được thức dậy các bạn. Đó là những người bị đột quỵ, những người bị bệnh tim và những người ngủ trong giấc ngủ và không có thức dậy nữa. Vậy thì khi mà mình thức dậy sớm, đó là một đặc ân. Và mình hãy trân trọng điều đó, hãy làm gì đó có ý nghĩa cho ngày hôm nay. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và khi mà các bạn nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 9:50, vậy thì các bạn phải mỉm cười. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn hiện hữu ở đây, bởi vì chúng ta vẫn còn có thể được cười đó các bạn. Đó là những cái mà chúng ta cần phải trân trọng, biết ơn thức ăn của mình. Các bạn nhớ là những lúc giãn cách xã hội đi, các bạn thấy là thức ăn rất là quý giá không? Nhiều khi có tiền mà chưa chắc lại mua được. Vậy thì chúng ta luôn biết ơn thức ăn của chúng ta, luôn biết ơn không khí của chúng ta, luôn biết ơn tất cả những gì hiển nhiên đang có trong cuộc sống này. Và điều kiến tạo nên hạnh phúc của các bạn nữa, đó là niềm vui. Hãy tạo cho mình niềm vui cho cuộc sống, tự mình tạo ra các bạn. Và các bạn hãy lưu ý, hòa mình và thiên nhiên cũng là một trong những niềm vui để tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời các bạn. Và đó là một trong những cách làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Đó là đặt mục tiêu cho cuộc sống của chúng ta, giống như cách mà Ngân đã chia sẻ với các bạn lúc nãy, đó là trách nhiệm của xã hội. Và Ngân sẽ tổng kết 5 điều tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Các bạn thấy đó, đó là 5 điều mà tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng. Và đó cũng là thông điệp mà ngày hôm nay Ngân muốn gửi tặng các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ
trân trọng cái món quà này. Mỗi một ngày Ngân sẽ tặng cho bạn một món quà. Hãy trân trọng điều đó như cách mà Ngân đã trân trọng các bạn vậy.